Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ làm là cái chương mới nhất ha, cái chương mới nhất thì mình sẽ để nằm ở dưới cái số chapter này. Ví dụ như số chapter này là chuyện trời cho vương quyền đi ha, Game of Thrones. Thì nó gồm có 111 chapter. Thì cái chapter mới nhất của nó là khoảng 111 đi ha, khoảng 111. Rồi thì bây giờ mình sẽ code cái chương chương mới nhất ha. Rồi thì bây giờ các bạn mở lên cho mình cái sụt của mình lên ha. Thì trong cái sụt của mình ở cái trang truyện nè, ha, trang truyện ở dưới cái phần mà đọc truyện các bạn ha, số chapter chưa hiện có để đọc chapter đầu xem truyện tranh này, đọc truyện ha, đọc truyện thì các bạn sẽ copy cho mình thêm một cái LI nữa ha. Ở đây mình làm thêm cái truyện tranh. Cái truyện tranh này mình chưa hướng dẫn cho các bạn ha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn truyện tranh sau. Thì các bạn cứ nhắm cái lợi, tại vì cái này cái list ULLI ha, cái list đây là cái list ULLI của mình. Đây, để mình chỉ vào ha, đây là cái list ULLI của mình. Đó, ha. Rồi, thì cái đọc truyện này nó cũng nằm trong LI luôn. Thì ở đây là truyện đọc ha, truyện đọc thì nó sẽ nằm dưới đây. Đây là truyện tranh ha, truyện tranh. Rồi thì các bạn chỉ việc là copy thêm cho mình một cái LI này nữa ha. Ở đây là mình sẽ để đọc chương mới nhất ha, đọc chương mới nhất ví dụ vậy. Đây, đọc chương mới nhất đi ha, xem chapter chapter đầu nè. Thì mình sẽ là mình sẽ lấy làm sao cho chapter cuối ha, mình sẽ lấy chapter cuối ở đây. Class primary ha, class primary. Bây giờ mình sẽ đóng cái này lại ha. Đây, đọc chương mới nhất nè. Thì ở đây mình sẽ cho một cái nữa, cái danger đi ha, danger. Hoặc là cái primary, cái success đi. Success. Rồi, để cho nó phân biệt hai cái màu ha, cho bootstrap hai màu, đọc chương mới nhất. Thì ở đây cái mình sẽ cho thêm một cái class bằng top cho 5 pixel đi ha. Rồi refresh lại. Đây. Cái này đi. Mình có cái lát đây rồi ha. Rồi. Rồi, margin top 5 pixel. MT viết tắt của là margin top các bạn ha. Ở đây mình sẽ cho 2 pixel thôi. 5 pixel thì nó cao quá. À, mình cho 2 pixel này như thế này, đọc chương mới nhất ha. Thì cái đọc chương mới nhất này bây giờ là các bạn giữ nguyên cái đường link này ha. Bây giờ mình sẽ vào là cái index controller ha, mọi thứ nó hiển thị ở trang chủ là đều nằm trong những cái hàm ở trong đây hết. Thì đây các bạn sẽ cho là cái trang chuyện nè, chuyện 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 tranh tìm kiếm như là xem chuyện thì phải, loại xem chuyện đây. Chapter đầu đây thì các bạn copy cho mình đây, ở đây các bạn để là chapter mới nhất ha, mới nhất, hoặc là để tắt chapter cuối tùy các bạn ha. Thì nó sẽ lọc theo là chapter với chuyện ha, với cái chuyện đó. Order by gì các bạn, ID ASC ha, ascending có nghĩa là gì, có nghĩa là nó sẽ lấy từ đầu cho tới cuối. Thì các bạn muốn lấy cái mới nhất á, thì các bạn phải là lấy từ cuối ha, lấy cái chapter đó ha, rồi dựa theo cái chuyện đó thì lấy từ cái đích lấy lên tới đầu ha. Còn ascending này là lấy từ đầu xuống dưới cuối ha. Đó, vậy rất là dễ hiểu ha. Thì đây là first có nghĩa là lấy một thôi ha, có nghĩa là một, có nghĩa là ví dụ như chương đó có 111 chương thì nó sẽ lấy là 111, còn đây là lấy sẽ lấy chương một nè ha, qua điều kiện là qua đi rồi. Ok, thì mình chỉ việc là chuyển xuống đây thôi ha, chấp tới đầu, chấp tới cuối ha, chuyển qua cái trả lại cái view page chuyển ha. Rồi ok, thì các bạn chỉ việc là gì, chấp tới cuối mới nhất ha, chấp tới mới nhất đây. Rồi thì bây giờ mình thử nè, mình refresh ha, mình lít vào đọc chữ mới nhất nè, đây đọc chữ mới nhất chương một, chương một. Ồ, sao nó lấy chương một ha, để mình xem lại ha, loại khác chuyện tranh chấp tôi mới nhất. Đây quên mất, còn đây nữa chứ ha.
Cái này là cái xem chapter chuyển slot chuyển à, ok, copy qua thêm cái này nữa đi ha. Rồi cái này là cái slot của chuyện ha, rồi cái này là slot chapter. Rồi ok, refresh. Rồi lên vào bài 100, chương 111 là chương mới nhất ha. Aria ha. Rồi thì bây giờ mình thử những cái khác ha. Ví dụ như mình thử Deep Web đi. Rồi đọc chương mới nhất của Deep Web này thì nó sẽ là Mariana, tầng sâu nhất của Deep Web ha. Đó.